Và cũng liên quan đến nhiên liệu xăng dầu thì một vụ cháy một cái trung tâm nhiên liệu ở tại Jakarta, Indonesia cũng đã khiến cho tới 13 người thiệt mạng. Vụ việc này xảy ra tại một trạm xăng tại đây. Đám cháy bắt đầu vào khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 3 từ một đường ống nhiên liệu tại kho chứa nhiên liệu Plumbang của Pertamina ở Jakarta. Đám cháy sau đó nhanh chóng lan sang những ngôi nhà gần đó và khiến cư dân trong khu vực đông dân hoảng loạn, trong khi nhiều gia đình buộc phải sơ tán. Rất hỗn loạn, chúng tôi phải bỏ chạy cùng với một số người bị bỏng nặng. Tình trạng đó khiến ai cũng hoảng sợ. Cơ sở Plumbang với sức chứa hơn 300.000 kilolit là một trong những kho chứa nhiên liệu lớn nhất của Pertamina. Một nhân chứng chia sẻ, có một khu dân cư đông đúc bên ngoài bức tường ngoài của cơ sở Plumbang chỉ cách nhau một con đường hẹp. Kho chứa rất gần nhà tôi, nên tôi sợ lửa sẽ cháy đến nhà mình, vì thế mà tôi quyết định tạm thời sơ tán đến đây. Ông Abdul Wahid, quan chức lực lượng cứu hỏa Bắc Jakarta xác nhận đám cháy được khống chế vào sáng 4 tháng 3.